Chúa như thế nào. Con đi chung à? À đấy, đấy. Con tên gì? Dạ con tên là Lê Thị Hậu ạ. Con 28 tuổi, con quê ở Nghệ An ạ. Con là Nguyễn Thị Nhung ạ. Con năm nay 69 tuổi, con ở Nghệ An. Dạ con được tên gì của Chúa? Dạ thưa cha là con bị bệnh ung thư tuyến giáp. Và mẹ con là mẹ chồng của con ạ. Là vào đấy là tháng 2 năm 2018 là mua một cái đài về, nhưng mà nhu con nghe, con nói là thôi con không nghe đâu. Rồi sau đến tháng 8 vừa rồi con đi khám là con bị ung thư tuyến giáp, và bác sĩ nói con về phải mổ gấp, nên là con ra bệnh viện mổ. Mổ xong một thời gian là mẹ con ngủ con nghe, con thấy cha giảng bài không hay, đến là con ngày nào con cũng nghe, bản thuộc con cũng nghe, con có mới nhờ thuốc ạ, và con cũng làm bệnh viện. Rồi sau đó là con vừa rồi đấy là con ra đến điều trị, họ hẹn con ra đến điều trị để khám lại, và bác sĩ nói con là ung thư của con nhẹ thôi. Trước đó là con 20 hạch, đã di căn mất 15 hạch rồi. Nhưng mà sau đó là bác sĩ nói con chỉ con rất nhẹ, con cũng phải uống iốt phóng xạ để điều trị, nhưng mà con vẫn tin Chúa và mẹ Maria đã chữa lành cho con, và Chúa mẹ Maria luôn bên cạnh và chở che cho con ạ. Con đạo gì? Con ngoại đạo ạ. Hallelujah. Con hallelujah. Một người ngoại đạo được ơn của Chúa, còn được ơn gì nữa? Dạ con gái của con mới sinh khoảng cờ, con gái của con là gần 8 tháng ạ. Nhưng mà trước đó là mới được 15 ngày con mới sinh là cháu đi viện, nó bị ung thư bạch huyết ở bên trái. Sau đó là đi tiểu viện và con bị mù cái tuyến giáp đi, bẻ không bù. Con đi mù tiêm kháng sinh trong lúc bé được 4 tháng thôi. Và dì con về mẹ trong con có nhắn tin cho cha và xin cha cầu nguyện cho bé nó bù bi, tại vì con đi thì nó không được bù mẹ nữa, nên là đầu tiên nó không bù, nhưng mà sau nhắn tin gửi cha là cha nói là cha sẽ cầu nguyện cho, nên là nói xong là cha gửi tin nhắn là nó bù hết một bình xưa thì mới níu ạ. Nhưng sao mà nó bù lại? Dạ chả đấy, gì con cũng có được rất nhiều ớ, nhưng mà con nói tổng tắt lại thế thôi, con nên cái gì ạ? Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Nhung, năm nay con 69 tuổi, con đi vào đây là coi như bữa thân hái, con cùng gia đình con được rất nhiều ơn của Chúa và cha ban cho. Con có mua một cái đài rồi là về là vợ chồng nghe suốt đêm, là chồng con được rất nhiều ơn, là chồng con bị sỏi mật, là đến khi được cả 2-3 tháng là chồng con đi khám là về bà ơi, không biết ra răng mà tôi bệnh lý mật trắng veo không có gì nữa. Thì con nói với chồng con này, ông thì tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đi, cha chịu lành cho ông rồi đó, ông được ơn rất nhiều rồi, là ơn thứ nhất. Con ơn thứ hai là con gái của con là nó bị bệnh viêm gan B, nó hay bị sốt nóng suốt. Có vừa rồi là vừa tháng sáu á, nó bị một cơn đau đột ngột lên nóng 40 độ. Chữa bệnh Nghệ An không thôi, tôi phải đi Hà Nội. Cháu đi Hà Nội, con liền nhắn tin cho cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho con của con ra Hà Nội đã bớt được cơn sốt, đặc cách một tuần là cháu thôi hẳn cháu về. Thì cha là có như con của con chưa có một điểm này, cùng nhờ Chúa và cha cầu nguyện và xin là cháu hãy uống rượu là chưa bỏ được, thì xin Chúa làm đắng mà cắt được cho cháu cái rượu lên đời ấy,
là giờ làm ăn thì nó siêng ăn siêng làm, nhưng mà vì mắc cái hay uống rượu. Là con là ấn là thứ ba nữa là con dâu của con vừa rồi đấy, cách tháng trước nó là bị u buồng u tử cung cách khoảng 2 năm mà chừa dài chừa khắp thời các thuộc cũng từ thuộc bắc thuộc nam, từ trong nam ngoài bắc đều đi hết, là không thôi được. Vừa rồi là con nói con cứ nghe đài đi, hai vợ chồng đều cứ mẹ có đài về đó, con cứ nghe liên tục, là cha và chúa thầy cầu nguyện mà bán cho con thầy được ơn. Là nó tối về là đi làm hàng ngày, tối về là cứ mở đài nghe, rồi là trong mấy cách mấy ngày là cháu từ dưỡng là nó bị, rồi là không biết là thấy máu cứ ra lan tràn, rồi là hoảng là chạy đi bệnh viện Nghệ An nó đòi mổ, nhưng mà cháu nó không mổ, còn mổ cũng ra Hà Nội. Nhưng mà rồi là coi như là cháu ra Hà Nội cái là đến đi khám là nói là ô chị không phải mổ nữa, bị bể rồi, lần nào rồi là coi như là về mừng. Dư là cháu vừa rồi nói mẹ ơi, con được ơn Chúa nhiều, con là bệnh đi không ra máu nữa mà con khả năng lên được quay 2 cân thịt. Rồi con lên 2 cân thịt. Con là ơn của con, tiếng của con là con thầy Nhung. Con năm nay 69 tuổi, con cũng được ơn của Chúa nhiều, riêng của con là con vào đây bữa tháng 2 là con coi như là con ở nhà là con đau lắm, đau xương khớp, đau đầu, đau viêm họng đó. Là con nghe người ở đào nói là ba mà muốn thối lành, ba mà khỏe là ba cứ đi vào Trà Long. Mà bà không đi thì cho bà mượn cái đài mà nghe, rồi là con cùng mượn nghe được một tuần. Rồi con thấy cha giảng là con ứng lắm. Rồi con vào đấy là con được cha đặt tay lần đầu tiên. Rồi con mua một cái đài về là con nghe suốt, nghe mà con đi một cái chồng 5-7 mét là con không đi được, nồi hai cái chân đau lắm. Mà dư là con đi được khoảng 3-4 cây số là con đi là mình con đau chân đi này con. Một lần vừa rồi đấy con tưởng là chết, là con như đau vì con rồi con rồi đầy đéo đi viện gặp về con đấy, con lại chùa cứu con rồi chứ con không con chết mất. Lỡ xuống viện là một tí là coi như là bác sĩ khám xong là con thầy từ con lại chùa là con đờ luôn. Bây giờ con đang có một cái bệnh họ đau gì con đau Phật dạ. Ngoại đạo ta. Đây là ngoại đạo, đây là đạo Phật. Con có mấy giờ? Mẹ đẻ của con rồi. Con có tí nữa con ra con mua một mảnh về cho mẹ chồng của con. Thì tặng cho mẹ chồng con nha. Đây tặng cho bà Quân Lịch, lòng thương xót nha. Đây là lịch mới, dấu điểm tin mừng, lòng thương xót Chúa. Bà đem về bà treo được không? Con được, có được con dạ. Rồi, xin Chúa cho anh cho nè. Được con gái, dạ, xin ta, được con gái. Đã có được con đủ cháu mà bị ngửa đấy mà. Cha đời chưa lành, cháu. Sao, nói gì? Dạ, con có được con gái, là có một đứa con ụt máy thì phương. Trướng thì mà máy thì phương sau ụt bị bệnh ngửa cả người đi. Mà chạy mỗi một thuốc thì cũng được cả à. Mà viết thứ và nhắn tính cho cha là bệnh lý là phối lành được mấy tháng không đau không ngứa nữa. Rồi là con đi vào đấy nói là lần này con gửi thứ vào để nhờ Chúa và cha cầu nguyện thêm cho cháu. Mẹ nói với cha cháu. Dạ xin cho cháu một cái đài để